Câu chuyện trong cuốn Robinson có tự kỷ của tôi xoay quanh cậu bé Robinson, một đứa trẻ tự kỷ và bố của cậu. Bằng tất cả sự vụng về nhưng đầy can đảm, người bố ấy dấn thân vào hòn đảo cô độc của đứa con trai yêu dấu. Một thế giới không được vận hành theo cách ta có thể sử dụng vốn kinh nghiệm và bản năng sẵn có. Việc cho ra mắt một tác phẩm văn học nổi tiếng, được yêu thích của văn học Bỉ tới độc giả Việt Nam, đã mang lại nhiều giá trị ý nghĩa sâu sắc. Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp muốn trao đổi và muốn mang tới một cái sự hỗ trợ cho độc giả Việt Nam trong cái lĩnh vực y tế. Và tôi nghĩ rằng chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm tới các cái bạn trẻ, mà những cái bạn trẻ mà có những vấn đề về tâm sinh lý, thì đấy là một cái chúng tôi thực sự rất quan tâm. Và chúng tôi nghĩ rằng là khi mà chúng tôi đã quyết định là giới thiệu cái cuốn sách Robinson có tự kỷ của tôi của nhà văn Laurent Demoulin tới Việt Nam, thì hoàn toàn là trong cái mục đích là đã song song với cái việc sự hỗ trợ của các bác sĩ, gia đình các bác sĩ của tuyến đầu, thì đây là một sự hỗ trợ làm tinh thần dành cho những các bệnh nhân tâm bệnh ở Việt Nam. Bằng qua những lát cắt ngắn dài trong cuộc sống của hai cha con, nơi mọi chuyển động bình dị nhất hiện ra trước mắt: đi siêu thị, tản bộ, cùng ăn uống, tắm rửa, chơi đùa. Ta nhận ra sự tinh tế nhưng cũng đầy hài hước trong lối viết của Laurent de Beaulieu, người có khả năng biến những trải nghiệm đau đớn, tuyệt vọng bậc nhất thành một khúc ca dịu êm của tình phụ tử. Đây cũng là một thử thách không hề nhỏ dành cho chị Trần Thị Khánh Vân cùng cộng sự của mình khi biên dịch cuốn sách này. Cái khó khăn ấy, trong quá trình chuyển ngữ tác phẩm này, là mình phải hiểu cực kỳ sâu sắc bởi bản thân tác giả cũng như là nhân vật người bố trong câu chuyện này là một người giáo sư về ngôn ngữ. Nên cái ngôn ngữ mà tác giả sử dụng trong tác phẩm này nó cực kỳ là trau chuốt và có rất nhiều các ví dụ để tham chiếu. Nên mình đã phải không những chỉ tra cứu, nghiền ngẫm và thậm chí mình dịch đi dịch lại. Có những đoạn mà mình dịch, mình phải bỏ đi một thời gian để cho nó nguội cái bản thảo đấy. Mình đọc lại nó để xem là nó đã thực sự là, nếu như là một người mới tinh đọc có hiểu được hay không. Thì cuối cùng cũng ra được một cái tác phẩm mà mình cũng khá là ưng và mình rất là vui. Laurent de Beaulieu sinh năm 1966 tại Bỉ. Ông xuất thân là một giáo viên trung học, sau này đi sâu hơn vào con đường nghiên cứu văn chương, đảm đương cùng lúc nhiều vai trò như nhà thơ, nhà tiểu luận, nhà phê bình văn học. Năm 2019, ông đã đến làm diễn giả trong buổi hội thảo Simenon, tiểu thuyết gia giữa các nhà văn, do Nhã Nam và Phái đoàn Bỉ hợp tác tổ chức, nhân kỷ niệm 30 năm ngày mất của nhà văn Georges Simenon.